Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. Phát hiện thi thể đầu bếp của gia đình cựu Tổng thống Obama. DeSantis gặp tai nạn khi vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Ông Trump tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua trở thành ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Hoa Kỳ trở lại UNESCO, Trung Quốc hết tự do thao túng. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Phát hiện thi thể đầu bếp của gia đình cựu Tổng thống Obama. Kính thưa quý vị, Tafari Campbell, đầu bếp của gia đình cựu Tổng thống Barack Obama, được phát hiện tử vong tại hòn đảo Martha's Vineyard. Tafari Campbell, đầu bếp của cựu Tổng thống Barack Obama, được phát hiện tử vong khi chèo thuyền tại hòn đảo Martha's Vineyard ở tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Thi thể của Jeffrey Campbell, 45 tuổi, từ Dumfries, Virginia, được tìm thấy cách bờ biển Attleboro khoảng 30 mét vào ngày 24 tháng 7. Thưa quý vị, cảnh sát bang Massachusetts cho biết họ đã nhận được điện báo về vụ đuối nước từ tối 23 tháng 7. Cảnh sát thông báo, một người chèo ván thuyền đã chìm xuống nước. Sau khi cố gắng nổi lên mặt nước nhưng bất thành, anh ấy đã không thể trở lại bờ. Cựu Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama gửi lời chia buồn và nói rằng Campbell là một phần thân yêu của gia đình chúng tôi. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân cho biết thêm, lần đầu tiên chúng tôi gặp anh ấy là một đầu bếp tài năng tại Tòa Bạch Ốc với sự sáng tạo và đam mê ẩm thực bất tận. Anh ấy có khả năng gắn kết mọi người lại với nhau. Anh ấy là một người ấm áp, vui vẻ và cực kỳ tốt bụng. Người đã khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên tươi sáng hơn. Khi chúng tôi đề nghị anh ấy tiếp tục ở bên gia đình, sau khi Obama rời nhiệm sở, anh ấy đã hào phóng đồng ý. Đó là lý do trái tim chúng tôi vỡ vụn khi anh ấy ra đi. Việc tìm kiếm Campbell bắt đầu từ 20 giờ ngày 23 tháng 7, nhưng đến khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 7, cảnh sát mới tìm thấy chiếc ván thuyền cùng thi thể nạn nhân xấu số bằng sóng âm tại khu vực cách bờ khoảng 30 mét và ở độ sâu khoảng 2,4 mét. Cảnh sát cho biết Campbell đã không mặc áo phao. Campbell không phải là cựu đầu bếp của Tòa Bạch Ốc đầu tiên chết đuối. Vào tháng 6 năm 2015, Quatermain, bếp trưởng điều hành tại Tòa Bạch Ốc, người từng phục vụ các cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush, chết đuối khi đi bộ trên một con đường mòn ở Taos, New Mexico. DeSantis gặp tai nạn khi vận động tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ. Xe chở thống đốc Florida DeSantis gặp tai nạn giao thông lúc đang trên đường đến sự kiện vận động tranh cử ở tiểu bang Tennessee, nhưng ông không bị thương. Ryan Griffin, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của thống đốc tiểu bang Florida, Ron DeSantis cho biết, sáng nay, thống đốc đã gặp tai nạn xe hơi khi đang di chuyển đến một sự kiện ở Chattanooga, tiểu bang Tennessee. Ông ấy cùng với các nhân viên trong đội ngũ tranh cử của mình không bị thương. Chúng tôi rất cảm kích trước những lời cầu nguyện, chúc phúc của mọi người để ông ấy được bảo vệ. Thưa quý vị, ông Griffin không nêu cụ thể về tai nạn và cho biết có một số nhân viên ở trên xe cùng ông DeSantis trong sự cố. Thống đốc Florida theo kế hoạch sẽ tổ chức các sự kiện gây quỹ tại thành phố Chattanooga, Knoxville và Nashville ở bang Tennessee vào hôm nay. Cảnh sát địa phương cho biết tai nạn xảy ra khi các xe phía trước đột ngột giảm tốc, đã khiến 4 ô tô trong đoàn xe của ông DeSantis đâm liên hoàn, một nhân viên bị thương nhẹ. Ông DeSantis, 44 tuổi, được coi là đối thủ đáng gờm của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc cạnh tranh trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng Hòa trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2024. Thống đốc DeSantis từng nhận định có 3 người đáng kỳ vọng vào lúc này. Đó là gồm ông, Tổng thống Joe Biden và ông Trump, nhưng cho rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ không có cơ hội đắc cử. Tuy nhiên, kết quả thăm dò gần đây cho thấy ông Trump vẫn dẫn trước đối thủ DeSantis với khoảng cách an toàn. Theo kết quả thăm dò được Harvard Caps Harris Poll công bố vào ngày 24 tháng 7, ông Trump đang nhận được 52% sự ủng hộ, trong khi tỷ lệ này của ông DeSantis là 12%. Một ứng viên khác gây chú ý là doanh nhân Vivek Ramaswamy với tỷ lệ ủng hộ 10%. tăng 8 điểm phần trăm so với khảo sát gần nhất trước đó. Ông Trump tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Trong lần vận động tranh cử lần này, đội ngũ của cựu Tổng thống Donald Trump tích cực liên hệ với các thành viên của đảng Cộng hòa ở cấp bang để giành được số phiếu đại biểu cần thiết, trở thành ứng viên chính thức của đảng này. Thưa quý vị, không tính tới kết quả các cuộc thăm dò, số lượng gây quỹ và tên tuổi được công nhận ở trước đó gần như đã là những thước đo về sự thống trị sớm của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trở thành ứng viên tranh cử chính thức của đảng Cộng hòa. Dường như ông đã có trong tay lợi thế quan trọng nhất trong cuộc đua, giành được số đại biểu cần thiết để được đề cử thành ứng viên chính thức của đảng Cộng hòa. Hơn 2.000 nhà hoạt động của đảng, những người trong cuộc và các quan chức sẽ cùng bỏ phiếu tại Đại hội Toàn quốc của đảng Cộng hòa, dự kiến diễn ra vào mùa hè tới để chính thức chọn ra một ứng viên. Các quy tắc lựa chọn đại biểu sẽ được xác định từ cấp bang và có thời hạn đến tháng 10 để đệ trình kế hoạch cho cuộc bầu cử vào năm tới. Mặc dù số lượng đại biểu sẽ không được công bố cho đến khi các cuộc bỏ phiếu khởi động vào tháng 1 năm sau, nhưng lợi thế của ông Trump trong cuộc đua giành phiếu bầu đã hình thành từ nhiều năm. Đảng Cộng hòa của nhiều bang đã thay đổi các quy định của họ trước cuộc bầu cử năm 2020. Những thay đổi này đều có lợi cho người hiện tạm dẫn đầu của cuộc đua, một vị trí mà ông Trump luôn nắm giữ bất chấp nguy cơ pháp lý ngày càng gia tăng, thành tích mờ nhạt của đảng trong cuộc bầu cử năm 2022 và những năm đầy sóng gió trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tại bang Michigan, ban lãnh đạo của đảng Cộng hòa năm nay đã bỏ phiếu thay đổi quy trình lâu nay của bang về việc phân bổ tất cả các đại biểu dựa trên một cuộc bầu cử sơ bộ công khai. Theo một kế hoạch mới được nhiều người kỳ vọng sẽ mang lại lợi thế cho ông Trump, 16 trong số 55 đại biểu của bang sẽ được trao dựa trên kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 27 tháng 2. 39 ghế đại biểu phần còn lại sẽ được công bố 4 ngày sau đó trong các cuộc họp kín. Đảng Cộng hòa tại các bang khác cũng đang tìm cách chuyển từ cuộc bầu cử sơ bộ sang các cuộc họp kín, nơi mà sự ủng hộ của các nhà hoạt động cấp cơ sở đối với ông Trump có thể khiến các đối thủ cùng đảng gặp bất lợi. Tại bang Idaho, một trong những bang có nhiều đảng viên Cộng hòa nhất của Hoa Kỳ, một đạo luật mới được cơ quan lập pháp bang thông qua vào đầu năm nay đã loại bỏ quy trình bầu cử sơ bộ của Tổng thống bằng cách chuyển cuộc bầu cử cấp bang sang tháng 5. Tại bang Nevada, đảng Cộng hòa của bang đang tiến hành một cuộc chiến pháp lý nhằm tổ chức một cuộc họp kín thay vì một cuộc bầu cử sơ bộ. Chủ tịch đảng Michael McDonald cho biết ông đã liên lạc với đội ngũ của ông Trump về quy trình và cuộc chiến pháp lý vẫn đang diễn ra. Ông này cũng tiết lộ thêm chưa nhận được phản hồi từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống bang Florida Ron DeSantis, đối thủ mạnh nhất hiện giờ của ông Trump. Trong lần vận động tranh cử lần này, đội ngũ của cựu Tổng thống Trump thường xuyên liên hệ và thảo luận với các chủ tịch đảng của bang và đón tiếp các đoàn đại biểu của Cộng hòa ở Nevada, Louisiana và Pennsylvania, Florida, New Jersey. Các động thái này là dấu hiệu cho thấy nhóm chiến lược của ông Trump tập trung vào các khía cạnh quan trọng để giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Đó là một sự thay đổi đáng chú ý so với lần đầu tiên ông tranh cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2016. Cố vấn cấp cao của ông Trump, Chris LaTrivita, nhấn mạnh, "Chúng tôi tích cực ở mọi cấp độ và trên mọi mặt trận. Chúng tôi không để bất cứ ai có cơ hội. Từ góc độ chiến thuật, vị trí của chúng tôi có được hôm nay là những bước nhảy vọt so với chiến dịch tương tự năm 2016. Hoa Kỳ trở lại UNESCO, Trung Quốc hết tự do thao túng. Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Joe Biden vào ngày 25 tháng 7 có mặt tại Paris để dự lễ trao cờ Hoa Kỳ tại trụ sở chính của cơ quan UNESCO, đánh dấu sự kiện Hoa Kỳ trở lại làm thành viên sau 5 năm rời bỏ định chế quốc tế này. Theo các nhà quan sát, sự trở lại của Hoa Kỳ mang ý nghĩa quan trọng đối với cả Washington lẫn UNESCO, trong đó có việc hạn chế khả năng thao túng của Trung Quốc. Dù là một trong những thành viên sáng lập UNESCO sau Đệ nhị Thế chiến, cùng với 19 quốc gia khác như Nam Phi, Brazil, Canada, Ai Cập, Anh, Pháp, Na Uy. Vào năm 2017, dưới thời Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ đã quyết định rút ra khỏi định chế này. Quyết định chính thức có hiệu lực vào năm 2018. Tuy nhiên, sau khi ông Joe Biden lên làm Tổng thống, Hoa Kỳ đã làm thủ tục tái gia nhập tổ chức, và đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, đã được một hội nghị bất thường của các thành viên UNESCO chính thức thu nhận trở lại với 132 phiếu thuận, 15 phiếu trắng và 10 phiếu chống, trong đó có phiếu của Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Iran và nhất là Nga. Sau khi nhận được đầy đủ các công văn gia nhập, ngày 11 tháng 7 vừa qua, UNESCO chính thức loan báo việc Hoa Kỳ được kết nạp trở lại là thành viên thứ 194 của tổ chức này. UNESCO có lại nhà tài trợ hào phóng nhất. Và với việc Hoa Kỳ trở lại, UNESCO đã tìm lại được một trong những nhà bảo trợ lớn nhất của mình, với một khoản đóng góp hào phóng. Theo hãng tin Pháp AFP, tài trợ của Hoa Kỳ lên đến 22% ngân sách của tổ chức. Khi xin tái gia nhập, Washington đã đồng ý chi trả cho UNESCO các khoản đóng góp mà họ đã thiếu trong 5 năm đứng ngoài định chế này, một món nợ khoảng 619 triệu đô la, còn cao hơn cả ngân sách hàng năm của UNESCO, chi khoảng 534 triệu đô la. Tháng 6 vừa qua, một nhà ngoại giao làm việc cho UNESCO nhấn mạnh rằng số tiền mới này của Hoa Kỳ sẽ giúp ích rất nhiều cho UNESCO. Theo nhà ngoại giao này, việc các khoản đóng góp từ Washington bị cướp trong thời gian qua đã gây ra những khó khăn lớn và UNESCO đã phải thắt lưng buộc bụng ở rất nhiều lĩnh vực. Còn về phía Hoa Kỳ, việc trở lại UNESCO và cho phép Washington khôi phục vai trò lãnh đạo của mình đã bị tổn hại khi Hoa Kỳ đơn phương rút ra khỏi nhiều định chế quốc tế từ năm 2017, trong đó có UNESCO. Riêng trong trường hợp UNESCO, trên đài truyền hình Hoa Kỳ CNN, một quan chức chính quyền Biden tuyên bố rằng việc có mặt trong định chế này sẽ giúp Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến những tiêu chuẩn quốc gia và thông tin toàn cầu trong những vấn đề như bảo vệ di sản thế giới, đạo đức kỹ thuật mới, tự do báo chí và giáo dục. Chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Thưa quý vị, quyết định tái gia nhập UNESCO của Hoa Kỳ cũng nhuốm màu sắc địa chính trị với cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh ngày càng thêm gay gắt, trong bối cảnh Trung Quốc mong muốn chuyển đổi trật tự đa phương. Theo AFP, ngay tháng 3 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã xác định rằng sự vắng mặt của Hoa Kỳ ở UNESCO cho phép Trung Quốc tác động nhiều hơn trên các quy tắc của trí tuệ nhân tạo AI đang được định chế này soạn thảo. Phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ, ông Blinken nhấn mạnh, "Tôi thực sự tin rằng chúng ta nên trở lại, không phải để làm sao cho UNESCO, mà là vì điều xảy ra ở đó mang tính chất quan trọng. Trung Quốc hiện là nước đóng góp lớn nhất cho UNESCO, điều đó có rất nhiều trọng lượng. Chúng ta thậm chí còn không được ở cùng bàn." Theo Nhật báo Pháp Le Monde, vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, chính quyền Joe Biden đã sớm hiểu rằng chính sách của ghế trống không phù hợp với mối quan tâm bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ và sự vắng mặt của họ tại diễn đàn UNESCO chỉ phục vụ lợi ích của đại kình địch Trung Quốc. Nhất là khi định chế này đóng một vai trò không nhỏ trong việc suy nghĩ về cách sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc cách đối phó với tệ nạn thông tin sai lệch. Theo Le Monde, việc Hoa Kỳ trở lại UNESCO rất hữu ích. Trong đại dịch COVID-19 vừa qua, cuộc tranh cãi xung quanh hoạt động của Tổ chức Y tế Thế giới bị coi là quá dễ dãi với hành vi của Bắc Kinh, trong khi Hoa Kỳ thiếu quan tâm đã cho thấy tác hại của việc Washington thoái thác trách nhiệm của mình. Cũng không có gì ngạc nhiên khi thấy Trung Quốc và các đồng minh bỏ phiếu chống lại việc Hoa Kỳ tái gia nhập UNESCO vào ngày 30 tháng 6 vừa qua. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.